Rồi tiếp tục là một cái phiên bản cuối cùng của Honda City, và đây là best seller của nhà Honda, Honda City phiên bản RS. Phiên bản RS là một phiên bản mà được khách hàng lựa chọn nhiều nhất mua về để sử dụng gia đình. Cũng có rất nhiều là anh em mua về kết hợp đi gia đình và dịch vụ luôn. Honda City phiên bản RS thì nó sẽ là một mẫu xe dành cho những anh em trẻ tuổi như là Khoa. Không biết là có trẻ tuổi hay không, nhưng mà nhân viên văn phòng này nọ thì sử dụng Honda City phiên bản RS này, nhìn rất là trẻ trung và thể thao. Ở trước cái phần đầu của Honda City phiên bản RS, chúng ta sẽ có một cụm đèn full LED. Để Khoa mở cái đèn lên cho anh em coi. Cụm đèn full LED của Honda City nó sẽ giống y hệt là đèn của Honda Accord luôn. Nó sẽ là những cái khoang khoang à đây một dãy này ha, và cái đèn này là chúng ta cũng là đèn led luôn, trước đây là đèn full led hết đó, đèn ban ngày và đèn xi nhan đều là đèn led hết. Và một điểm đặc biệt nữa trên Honda City phiên bản RS này là có thêm cái hệ thống đèn sương mù. Đèn sương mù của bản RS là đèn led nha quý anh chị. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái nâng cấp cải tiến trên phiên bản RS này, đó là mặt ca lăng dạng kim cương. Dạng kim cương này là mới trên phiên bản Philip nha. Ở cái bản cũ thì sẽ là mặt ca lăng dạng tổ ong và logo RS chứng tỏ cho phiên bản thể thao ở đây. Chúng ta sẽ nhận diện cái logo ở đây ha, là phiên bản RS. Rồi, cái phần lip body này là một cái phần cải tiến của Honda City phiên bản RS nữa nè. Đó. Rồi, cái phần đầu thì khá là thể thao. Một cái mặt ca lăng được sơn đen bóng nhìn cực kỳ là đẹp luôn ha. Bây giờ thì Khoa sẽ mời anh em qua cái phần bên hông. Thay vì trước đây thì Honda City phiên bản RS vẫn sử dụng hệ thống mâm là 16 inch, mà bây giờ đã là 16 inch nhưng mà được phủ lên một lớp sơn bóng, nó gần như là giống như màu đen, anh em nhìn nó giống như màu đen vậy á, nên là làm cho cái phần bên hông của xe của mình á nó trở nên rất là mạnh mẽ và thể thao luôn. Đó, ngoài ra thì trên phiên bản RS sẽ có những chi tiết sơn đen, ví dụ như là đây một chi tiết gương của Honda này là gương gập điện chỉnh điện và sơn đen bóng ha, tích hợp một cái dãy đèn led báo rẽ ở đây đó. Cái tay nắm cửa này thì là tay nắm cửa mở bằng cảm biến giống như trên phiên bản L luôn, và có cái nút khóa đây ha. Chúng ta chỉ cần có chìa khóa thì chúng ta có thể là để tay vào đây là mở cửa được. Tiếp theo nữa thì một cái phần body lift, theo như lúc xưa thì chúng ta sẽ mua thêm một cái bộ này để ốp vào, nhưng mà bây giờ thì cái phần body này đã được Honda ốp sẵn vào trên Honda City luôn rồi, làm cho chiếc xe của mình nó trở nên rất là mạnh mẽ luôn ha, nhìn nó hầm hố lắm quý anh chị. Tiếp theo nữa thì cái phần một phần đặc biệt mà trên Honda phiên bản RS City RS mới có thôi, đó là cái hệ thống cánh lướt gió này. Cái đuôi gió này thì được gắn thêm trên Honda City RS ha, và gắn thêm từ nhà máy luôn nha quý anh chị. Ở phía sau chúng ta vẫn có một cái cụm đèn, đó là đèn led và một cái logo RS ở đây. Hệ thống camera vẫn là camera lùi ba góc quay, và một cái chi tiết mà Khoa muốn nhắc tới đây nữa đó là hệ thống body lift ở phía sau này. Thay vì hồi xưa nó là hình cái đèn xi nhan này nó dạng dọc ha, bây giờ nó đổi đang dạng ngang này rồi. Thiết kế như thế này làm cho nó có thêm tính khí động học đó, nhìn rất là đẹp đúng không quý chị. Cái phần đuôi xe nó rất là bề thế và làm cho chiếc xe của chúng ta dài ra thêm một phút nữa, khoảng là 36 mm. Rồi, bây giờ thì Khoa xin phép là cập nhật cái giá lăn bánh mới nhất của Honda City phiên bản RS. Theo như nhà máy thông báo thì Honda City phiên bản G và Honda City phiên bản L, từ ngày 1 tháng 9 tới ngày 30 tháng 9 là giảm 50% lệ phí trước bạ. Thì Honda City phiên bản RS tuy không được giảm 50% lệ phí trước bạ nhưng cũng được là nhà nước hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, và đại lý cũng có hỗ trợ một phần tiền mặt cho anh em. Thì Honda City phiên bản RS này nếu như mà anh em lăn bánh ở tỉnh bao gồm cả bảo hiểm thân vỏ luôn, thì nó lăn bánh là khoảng 628 triệu. Còn nếu như mà mình lấy thêm màu đỏ thì chúng ta sẽ cộng 5 triệu giúp em Khoa nha. Đó, thì trong cái bài này thì Khoa đã báo giá lăn bánh và giới thiệu sơ hết 3 phiên bản của Honda City rồi. Nếu như mà anh em nào đang có nhu cầu tìm hiểu và muốn tư vấn về các dòng xe Honda City, hãy liên hệ trực tiếp với Khoa nha. Khoa sẽ có số điện thoại để trên góc màn hình đó. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip của Khoa.